Chị đây. Chị ơi, chị có nhớ biển số xe của anh Duy không ạ? Chị không. Sao thế em? Chị xem lại ảnh ở trong group đi. Em thấy ở trang Hồng Biến đang đăng ảnh vụ tai nạn ở ngã tư Văn Quán. Em nhìn thấy giống xe anh Duy lắm. Em với mọi người gọi cho anh Duy mãi không được. Được rồi, để chị xem. Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay tôi rất vui. Từ từ đã. Em là người đội mũ cho chị. Vậy nên để em làm cho. Anh ơi, cho em hỏi, cậu thanh niên đi xe mô tô này sao rồi ạ? Nạn nhân là người nhà chị à? Dạ vâng ạ. Nạn nhân bị thương rất nặng và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xuân Hòa rồi ạ. Dạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Chị có biết điều thú vị nhất ở trong cuộc sống này là gì không? Đó là chúng ta dám mạo hiểm và chấp nhận thất bại. Em cũng đáng giá để chị mạo hiểm một lần mà. Cậu thanh niên vừa bị tai nạn ở ngã tư Văn Quán, vừa được đưa vào đây cấp cứu sao rồi ạ? Cậu ý vẫn đang hôn mê, bác sĩ chỉ định mổ ở phòng số 6. Gia đình đi làm thủ tục đi ạ. Tình hình có nghiêm trọng lắm không ạ? Cậu ý bị chấn thương sọ não, phổi dập, xương sườn gãy, bác sĩ tiên lượng xấu, gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Ngày này năm sau, em rất muốn nghe chị nói một điều. Duy à, chị sai rồi. Cậu phải cố lên, nhất định phải cố lên nhá. Thank you.
sĩ, tình hình của cậu ấy sao rồi ạ? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy vẫn không qua khỏi. Xin chia buồn. Vậy là phải sắp xa một người mà mình vừa mới nhận ra là mình thích họ. Tuổi trẻ thì thường hay đa cảm, mà tôi thì lại không như vậy. À, tôi có gửi đề nghị ký tiếp hợp đồng chính thức của cậu với bên nhân sự rồi. Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ thêm một tháng. Không sao ạ. Em còn định dành tặng chị cả một cuộc đời cơ mà.